Stephen Hawking đã từng nói, Chúa có thể tồn tại, nhưng khoa học có thể giải thích về vũ trụ mà không cần tới đấng sáng tạo. Có một điều hiển nhiên, con người chính là sinh vật thông minh nhất trên trái đất. Ít ra, chúng ta luôn tự cho là như vậy. Điều này rất đúng, nhưng không phải với tất cả chúng ta. Lịch sử thế giới có thể sản sinh ra 1.000 nhà phát minh vĩ đại. Như vậy là quá đủ để hàng tỷ những người khác, bao gồm cả chúng ta, thừa hưởng những thành tựu mà họ tạo nên. Đối với nhân loại, vũ trụ là một bí ẩn lớn. Để giải thích nó, chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian và hàng triệu những câu hỏi tại sao. Bên cạnh những kiến thức khoa học thuần túy, thì cũng có đầy rẫy những điều vô lý gắn mác vũ trụ. Thật đáng buồn là những khán giả yêu quý của tôi vẫn có người tin là mặt trăng rỗng, rồi thì người ngoài hành tinh sống trong lòng sao hỏa hay mặt trăng gì đó. Các bạn thích tìm hiểu vũ trụ ư? Thật xin lỗi, nhưng mình nghĩ ứng dụng YouTube Kids sẽ phù hợp với các bạn hơn là kênh của mình. Mình thấy có không ít người đã dành thời gian cả năm trời xem những video về vũ trụ, nhưng vẫn chả nắm được chút kiến thức cơ bản nào. Trong đầu lúc nào cũng chỉ mơ mộng về người ngoài hành tinh, rồi thì siêu trái đất này nọ. Các bạn thấy đây, nếu muốn tìm hiểu khoa học, thì trước tiên bạn phải tin tưởng vào nó trước đã. Nếu các bạn theo dõi kênh của mình lâu rồi, thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra một điều. Những video trước kia của kênh thực sự có chất lượng khá tệ. Bản thân mình là người làm ra, nhưng cũng hay xem lại sản phẩm của chính mình. Và đôi khi cũng thấy, rõ ràng là mình có thể làm tốt hơn. Nhưng không sao, chính những sai lầm như vậy mới tạo nên bản thân mình ngày hôm nay. Cảm ơn những người bạn vẫn luôn kiên trì theo dõi kênh, mặc dù không phải video nào cũng là một sản phẩm tốt. Chúc tất cả những ai đã từng lắng nghe giọng nói này mọi điều tốt lành. Còn bây giờ, xin mời đến với video ngày hôm nay, những kiến thức cơ bản về vũ trụ. Lực hấp dẫn là một trong 4 loại lực cơ bản tạo nên vũ trụ theo mô hình chuẩn của vật lý hiện đại. So với lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu, thì lực hấp dẫn được cho là loại lực yếu nhất. Tuy nhiên, nó lại có phạm vi ảnh hưởng xa nhất. Trong không gian vũ trụ, lực hấp dẫn của các vật thể có thể tác dụng lên nhau với khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng. Tất nhiên, khi khoảng cách càng xa, giá trị của lực hấp dẫn càng giảm mạnh. Trong vật lý học thiên thể có một khái niệm gọi là hấp dẫn bề mặt. Nó chính là gia tốc rơi tự do của một vật thể trên bề mặt của một thiên thể khi không có ma sát hay bất kỳ lực kéo nào. Tức là nếu bỏ qua ma sát và lực cản của không khí, thì tốc độ rơi tự do của mọi vật thể là như nhau. Năm 1971, sứ mệnh Apollo 15 đã mang theo 3 phi hành gia hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. David Scott, một trong 3 phi hành gia của sứ mệnh đó, đã thực hiện thí nghiệm thả rơi cùng lúc một chiếc lông chim và một cái búa. Kết quả là chúng tiếp đất cùng một thời điểm. Lực hấp dẫn bề mặt chính là lực mà chúng ta cảm nhận được khi đứng trên bề mặt của hành tinh. Ở trái đất, lực hấp dẫn bề mặt có độ lớn bằng 1, tại mặt trăng là 0,1254, hoặc sao hỏa là 0,38. Lực hấp dẫn bề mặt có quan hệ mật thiết với khối lượng, bán kính và độ đậm đặc của thiên thể. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không phải ở bất cứ đâu trên trái đất, giá trị này cũng bằng nhau. Nếu như khoảng cách tới tâm trái đất càng gần, thì giá trị này càng lớn. Ví dụ như hành tinh Lys 581C có khối lượng gấp hơn 5 lần trái đất, bán kính lớn hơn trái đất khoảng 50%, nhưng lực hấp dẫn bề mặt chỉ lớn hơn trái đất 2,24 lần. Hay sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, nó nặng hơn trái đất 317 lần, bán kính lớn hơn trái đất gần 11 lần, nhưng lực hấp dẫn bề mặt chỉ lớn hơn trái đất 2,53 lần. Điều này không có nghĩa là lực hấp dẫn của sao Mộc yếu. Nó là hành tinh duy nhất đủ sức mạnh kéo mặt trời chao đảo và dao động trong không gian khoảng 50 km. Hấp dẫn bề mặt của một thiên thể còn phụ thuộc vào khoảng cách từ tâm thiên thể đó tới bề mặt của nó. Khoảng cách càng xa thì hấp dẫn bề mặt càng giảm mạnh. Nếu như khối lượng của thiên thể có tỷ lệ phù hợp với bán kính của nó, thì nó sẽ có hấp dẫn bề mặt tương đương với trái đất. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết các hành tinh lớn đều là những quả cầu khí khổng lồ. Chúng không hề có bề mặt cứng cho các sinh vật dừng chân. Như vậy là độ đậm đặc của hành tinh sẽ quyết định liệu đó có phải là nơi thích hợp cho sự sống hay không. Với mặt trăng hoặc sao hỏa, chúng đều là các thiên thể có độ đậm đặc cao với một bề mặt cứng bao phủ phía ngoài. Càng vào sâu trong lõi, độ đậm đặc, lực hấp dẫn và áp suất càng mạnh. Điều hiển nhiên là các quy luật này đi ngược với cách thức mà sự sống phát triển. Vì vậy, một nền văn minh chui xuống đất, sống trong lòng một hành tinh là điều vô lý nhất mà một bộ óc thông thái nào đó đã tưởng tượng ra. Quy luật của sự sống là hướng đến sự phát triển và lan ra rộng hơn, chứ không phải là chui xuống đất như nhiều người vẫn nghĩ.
đối với một nền văn minh tiên tiến thì điều này lại càng đúng hơn nữa. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng chỉ có chết người ta mới chui xuống đất mà thôi. Trước tiên, mình cũng xin khẳng định một điều. Mình không phải là một nhà khoa học, cũng không phải là một nhà đạo đức, lại càng không phải là một nhà truyền giáo. Với nhiều người, mình chỉ là một thằng ất ơ nào đó. Và đây là câu chuyện của các nhà khoa học. Trong một cuộc đối đầu với Vatican, Galileo đã đưa ra một nhận định vạch rõ ranh giới giữa thiên văn học và tôn giáo. Tuy nhiên, với những kẻ sục đạo thì đây là một ý kiến sắc sược. Ông nói, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để lên thiên đường, chứ không phải là thiên đường đang vận hành như thế nào. Kể từ thời của Galileo, thiên văn học vẫn thường xuyên xung đột với các tôn giáo về việc Chúa có tồn tại hay không. Một số người cho rằng quy luật của vũ trụ đã được điều chỉnh một cách tinh vi để cho phép tạo ra sự sống và con người. Tuy nhiên, nếu như vũ trụ của chúng ta chỉ là một phần của đa vũ trụ thì nó chẳng có gì đặc biệt và dường như cũng chẳng cần đến Chúa. Galileo luôn giải thích cho các nhà thần học của Vatican rằng chỉ có thiên văn học mới có thể cho biết cách thức mà vũ trụ hoạt động. Thế nhưng các nhà thần học lại luôn tìm cách diễn giải hoạt động của vũ trụ bằng các đoạn kinh thánh. Đến thời của Isaac Newton, vào năm 1687, ông công bố thuyết vạn vật hấp dẫn. Từ đó, ông đã bị các cộng đồng tôn giáo tấn công dữ dội vì đã cổ suý cho chủ nghĩa vô thần. Bởi trong học thuyết của ông, dường như đã giải thích mọi chuyển động của trái đất và vũ trụ mà không cần đến vai trò của Chúa. Bản thân của Newton cũng là một người theo đạo. Ông đã không giải thích cách thức mà lực hấp dẫn vận hành và để ngỏ khả năng đó để nói đến vai trò của Chúa. Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, Albert Einstein đã giải thích cách vận hành của lực hấp dẫn bằng thuyết tương đối và vai trò của Chúa đã tiếp tục bị lãng quên. Một lần nữa, các tư tưởng khoa học vĩ đại đã làm nổi bật sự khác biệt giữa tôn giáo và khoa học. Có lẽ trong tâm trí của nhiều người, Chúa vẫn là một hình tượng linh thiêng, cao quý, nhưng với các tư tưởng khoa học vĩ đại thì Chúa lại là một hiện thân khác. Einstein đã nói rằng, tôi tin vào Đấng Chúa Trời, hiện thân của người hòa hợp với các quy luật của thế giới, chứ tôi không tin vào các vị Chúa quan tâm đến số phận và hành vi của nhân loại. Với ông, các quy luật vật lý chính là hiện thân của Chúa. Trong suốt lịch sử nghiên cứu vũ trụ, chúng ta đã liên tục kinh ngạc về độ lớn của nó. Điều này dẫn đến một suy nghĩ, liệu vũ trụ có rộng vô hạn hay không? Chúng ta có thể không bao giờ biết được toàn cảnh của vũ trụ, bởi vì từ vụ nổ lớn, ánh sáng chỉ có thể chiếu được trong khu vực không rộng quá 13,8 tỷ năm ánh sáng. Hơn nữa, sự mở rộng của vũ trụ càng làm cho các tia sáng xa xôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào chiếu tới chúng ta được. Nếu hình dạng của vũ trụ giống như một quả cầu, thì nó cũng giống như trái đất. Khi chúng ta đi hết một vòng trái đất, thì chúng ta sẽ quay lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, nếu coi trái đất là một mặt phẳng, thì khi bạn nhìn xa hết đường chu vi xích đạo, bạn sẽ thấy lưng của chính mình, tức là bạn nhìn thấy chính bạn, nếu như có thể nhìn hết chiều cong của trái đất. Tất nhiên, chúng ta đang cảm nhận vũ trụ theo không gian 4 chiều, tức là không gian và thời gian sẽ cong, và nếu như nó cong hoàn toàn và trở lại là chính nó, thì sẽ dẫn đến sự lặp lại của một vũ trụ song song. Theo những lập luận này, thì rõ ràng không gian bị uốn cong sẽ lặp lại chính nó, dẫn đến sự rộng lớn vô hạn không có điểm dừng của không gian. Tuy nhiên, bỏ qua các lập luận mang tính trừu tượng đó đi, bởi vì chính bản thân mình cũng chẳng hiểu nổi nó tồn tại như thế nào. Điều chúng ta thấy, hiển nhiên là vũ trụ đang ngày một rộng hơn, tức là ngay cả ngày hôm qua, nó cũng khác với ngày hôm nay. Vì vậy, rất đơn giản là vũ trụ có giới hạn, và giới hạn đó đang ngày một lớn thêm. Câu hỏi đặt ra là vũ trụ đang lớn thêm trong cái gì? Chúng ta không thể biết được câu trả lời đó, nhưng câu hỏi lại dẫn đến một nghi điểm khác. Chắc hẳn, cái nơi chứa vũ trụ của chúng ta, nó phải to lớn lắm. Và có lẽ cũng không chỉ có mỗi vũ trụ của chúng ta ở đó. Nhờ có vật lý lượng tử mà chúng ta đã biết được, mọi thứ đều được tạo bởi sự sắp đặt của các thành phần nhỏ hơn. Cứ như vậy, dường như chúng ta vẫn chưa biết được thứ to lớn nhất là gì. Và rất có thể, vũ trụ của chúng ta cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những thứ khác bên ngoài vũ trụ.